Xin chào mọi người và đặc biệt là các em trai em gái tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989. Đây là video clip anh Ba sẽ chia sẻ với các em về cái vận hạn 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi vẫn đang chịu cái tâm tai và cái hạn mà gọi gì 31 bước qua 33 bước lại đầy khó khăn. Năm vừa rồi là một năm kinh khủng rồi. Năm nay nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp hơn vì năm vừa rồi là tỵ dậu sửu, tức là năm vừa rồi thì tâm tai năm nặng của người tuổi tỵ, năm nay của người tuổi dậu và năm tới của người tuổi sửu. Tuy nhiên là thiên vận của năm nay khá xấu, người kỷ tỵ lại tiếp tục không có cái sự khởi sắc gì hết trong những tháng vừa qua, đặc biệt là trong hai cái tháng tư, tháng năm thì còn đỡ, tháng sáu này hy vọng nghĩ rằng là dịch bệnh nó đi qua thì người kỷ tỵ tốt đẹp. Tuy nhiên tháng 6 này với chữ quý, khi kỷ khắc quý thì công việc nó cũng chưa phải là hanh thông, gặp khá là nhiều điều trắc trở rắc rối. Thôi thì cố gắng một cái xíu. 3 năm tâm tai mà, năm đầu thì ảnh hưởng tới tài lộc tài chính, năm nay thì ảnh hưởng nhiều đến cái việc gia đạo tình cảm cộng với lại sức khỏe. Thôi thì ráng nín thở qua sau. Cuộc đời rất là dài, có ba năm nạn thì có là bao, đúng không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem xét lại cái tử vi cũng như vận hạn của cả năm đối với người kỷ tỵ, cả năm mình hướng mạng. Sau đó thì sẽ vận vào 6 tháng cuối năm. Hình như là cái tuổi này anh cũng không biết, là anh có nhiều quá anh không biết nhờ anh có làm cái tử vi của đầu năm hay chưa. Nhưng mà tốt nhất là phải nhắc lại để mà vận vào nó dễ dàng hơn. Thì các em chắc chắn là sẽ phải biết rằng là mình là kỷ tỵ thì chắc chắn là mình đại lâm mộc, một người một trong những cái mệnh mộc khá là gọi là gì, cứng cáp mộc, nhưng mà không có đến nỗi nào sợ lửa đâu nha, người kỷ tỵ. Như vậy thì xét về trụ mạng thì người kỷ tỵ, người mệnh mộc gặp năm Canh Tý là một năm thổ, là bổn mạng khắc tháng, bổn mạng khắc năm, cho nên là một khắc thổ, cho nên bổn mạng và sức khỏe gọi là cũng không được ok lắm, thấy nó có cái phần mà suy yếu, dễ gặp nạn nhưng mà nhẹ thôi, không có nặng nề ha. Nam mạng thì có sao thái dương, đây là một phúc tinh, người ta nói phúc tinh này tốt và may mắn, nhưng mà ngặt một nỗi ông thái dương đó là ổng rất là mạnh, đặc biệt là ổng là mệnh hỏa, mạnh lắm, cũng như là cái mặt trời cháy hừng hực. Người thì người mệnh mộc nắng nhiều quá chịu không nổi đâu, người thái dương thấy không, cái giống như là mình là con cá nhỏ mà gặp miếng thức ăn lớn quá ăn không vô, cho nên là cẩn thận, dù có thái dương đi nữa thì cũng đừng có quá mà tự tin, nó không thật sự tốt đẹp lắm đâu. Rồi còn nữ mạng thì dưới một cái ngôi sao rất là xấu, đó là sao thổ tú, xấu rối rắm nạn ba, đây là một cái phá tinh thổ tú. Đối với người mệnh mộc thì sợ nhất là sao thổ tú chứ không phải là sợ nhất là sao kê lục. Sao thổ tú thì sao từ mộc khắc thổ, mà cái mạng của mình khắc cái sao nữa, cho nên là hai cái nó đối ngược với nhau, cho nên là từ đầu năm tới giờ người mà thủy tỵ nữ mạng gặp nhiều cái chuyện rối rắm, nặng tay nhiều hơn, cái khó khăn nhiều hơn là nam mạng. Hạn của năm á thì nam mạng với cái hạn bình tiền, hạn tóm tập là gặp trở ngại va vấp, còn nữ mạng thì gặp hạn bình tiền đề phòng bệnh nặng đó. Vận niên là xà âm tỉnh, mình là rắn bị nhốt thì đúng thiệt, con rắn này đang bị nhốt. 3 năm tam tai 19, 20, 21 là 3 năm này con rắn đều bị nhốt cả, cho nên là cảm thấy bức bối bực bội, mà vùng vẫy thì lại bị say sức nặng nề hơn, cẩn thận. Thiên can kỷ canh thì bình thường không có nặng nề về mặt tử vi kim kỵ gì cả, tuy nhiên nạp âm của kỷ là thổ, nạp âm của canh là kim, thì đấy là nạp âm sinh xuất về thiên can, cho nên là một năm suy hao về tài lộc. Nhưng mà không có còn tiền đâu mà suy hao đâu, mãi suy hao hết rồi, năm nay tiền đâu có suy hao đó, không có giữ được tiền năm nay. Địa chi tỵ gặp tý
Thì mọi người nói rằng đây là một cặp địa chi gọi là không chung không khách, nhưng mà một số sách thì biết đây là địa chi tướng tuyệt. Nếu như mình là tuổi Tý gặp năm Tỵ thì nó tuyệt nặng hơn là mình tuổi Tỵ gặp năm Tý. Tại vì như trong tại tự nhiên nha, con chuột mà nó nhìn thấy con rắn cái nó đứng im, mà nó không có chạy nữa, nó sợ. Cho nên là thôi thì nó có tứ tuyệt đi nữa thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó không có nặng nề đối với tuổi của mình xét về tình cảm và gia đạo ha. Rồi đó là cái tử vi của tổng năm nhìn từ bên ngoài tổng hợp lại. Còn bây giờ mình vận vào 6 tháng cuối năm như thế nào. 6 tháng cuối năm thì anh sẽ bắt đầu từ tháng 7, tháng Giáp Thân. Tháng này là một tháng thủy, nhưng tháng này là tháng cô hồn nha, tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Thì tháng thủy thì là thủy sinh mộc, bổn mạng được tương sinh, bổn mạng và sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng tươi sáng hơn. Khi mà phúc tinh và tài tinh tươi sáng hơn thì đẩy lùi cái phá và bài tinh, đặc biệt là phá tinh thổ tú đối với nữ mạng. Ngon lành nè. Được, thiên can thì chữ giáp hợp chữ kỷ. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc tài lộc hanh thông tốt đẹp. Đây là thiên can tốt nhất. Cái trụ thiên can mà được giáp hợp kỷ này như vậy thì rất là ok. Rồi địa chi thân tỵ ha, dần thân tỵ hợi, tỵ thân. Tý là cặp địa chi rất là lạ, nó nằm trong bộ tứ hành xung, nó nằm sát nhau, tuy nhiên thực chất ra đây là cặp địa chi lục hợp. Cho nên là gia đạo tình cảm sẽ có nhiều an vui ở trong cái tháng 7 này, chứ cũng không có chuyện gì quá lớn lao. Như vậy tháng 7 là một tháng khá là tốt đẹp đối với người kỳ tỵ. Vì sao? Vì thiên can thì là thuộc ngũ hợp, địa chi lục hợp, rồi đó là bổn mạng thì được tương sinh. Rõ ràng đây là một cái điều rất là tốt đẹp đối với người kỳ tỵ nữ mạng, nam mạng. Lẫn nữ mạng chứ quên, nữ mạng thì có sao hổ tố, nam mạng thì có thái dương ha. Rồi tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch của năm canh tí năm 2020, mà tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu tiếp tục là tháng thủy, như vậy bổn mạng cũng giống tháng 7, được tương sinh, thủy sinh mộc, bổn mạng và sức khỏe tốt, không phải lo lắng gì cả. Phúc tinh và tài tinh thì được tương sinh tốt, mà đẩy lùi được cái sự tác hại của sao thổ tú đối với nữ mạng. Tuy nhiên thiên can này không mấy tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ Ất của Ất Dậu là nó khắc chủ kỷ. Rõ ràng là thiên can bị tháng tương khắc như thế này thì cẩn thận, nhiều việc khó khăn, dễ lâm vào bế tắc ở trong công việc, đặc biệt với nữ mạng coi chừng bị thua kiện hoặc là phải thua kiện người nào đó, phải đáo tụng địch, cẩn thận nha. Địa chi Dậu, tháng Dậu mình tuổi Tỵ thì thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Đây là dấu hiệu của nhiều an vui trong gia đạo tình cảm, mà thậm chí là công việc nếu mà gặp khó khăn, đặc biệt là nữ mạng thì sẽ dễ gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc là cái điều tốt đẹp sau khi gặp chuyện xấu sẽ có khúc cuối, sẽ có cái điều tốt đẹp mà giúp đỡ mình vượt qua cái khó khăn. Rồi tiếp tục là tháng Bính Tuất, tháng 9 âm lịch của năm canh tí năm 2020, mà tháng Bính Tuất là tháng Thổ, tháng Thổ của năm Thổ. Mình là người mệnh mộc thì như vậy là mộc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe bị suy hao. Phúc tinh và tài tinh vì thế suy giảm cái khả năng tác dụng, cho nên đề phòng bệnh nặng nhẹ đối với nữ mạng. Thiên can thì bính kỷ, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của bính là hỏa, nạp âm của kỷ là thổ, như vậy nạp âm ngũ hành là của thiên can là tương sinh, cho nên là công việc có thể tốt đẹp và có sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi Tý Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nha. Cho nên gia đạo tình cảm của tháng 9 là tốt đẹp, không có vấn đề, chỉ không bằng tháng 8 thôi ha. Rồi tiếp tục là tháng 10 của năm canh tí năm 2020, mà tháng 10 của năm canh tí năm 2020 là tháng Đinh Hợi, chắc chắn là một tháng thổ rồi. Như vậy trụ mạng xét cũng giống như là tháng 9 với mộc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe suy hao, cẩn trọng những cái bệnh này nhẹ nha. Rồi
Thiên can đinh tỵ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, khá giống với tháng 9 với nạp âm ngũ hành của Bính Đinh là hỏa, tỵ là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của Thiên can tháng 10 cũng tiếp tục là tương sinh, cho nên là tiếp tục là một tháng thuận lợi ở trong công việc, có thể là có tài lộc nhưng không lớn ha. Rồi địa chi hợi tỵ dần thân tỵ hợi tỵ hợi, đây là nhóm địa chi lục xung. Mà gặp địa chi lục xung thì gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ có nhiều buồn phiền, quan hệ trong công việc đối tác sẽ có những cái chuyện gây gỗ bức xúc, cho nên là các anh trai dù có sao thái dương hay là nữ mạng có sao thổ tú thì cũng phải cẩn thận, tháng này đem lại nhiều cái sự rối rắm ở trong công việc, ở các mối quan hệ, đặc biệt là nữ mạng nha. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, tháng 11 tháng Tý của năm Tý, tháng Tý này là tháng Mậu Tý, mà Mậu Tý thì thuộc hỏa, như vậy xét về trụ mạng là mộc sinh hỏa, bổn mạng sinh xuất tháng, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao, cẩn trọng một tí xíu. Thiên can Mậu Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là không vấn đề gì hết ở trong cái công việc, cũng giống như tháng 9 tháng 10. Cả Mậu lẫn Kỷ thì đều thuộc nạp âm ngũ hành thổ, cho nên là tốt đẹp. Địa chi Tỵ Tý tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau, như một số sách viết là tứ tuyệt, thì tứ tuyệt mà là mình tuổi Tý gặp tháng Tỵ thì sợ, chứ còn mà mình tuổi Tỵ gặp tháng Tý thì cũng không có vấn đề gì, giống như hồi nãy mình đã giải thích ở phần địa chi của năm. Mình con rắn mình không sợ con chuột, nhưng mà con chuột thì cực kỳ sợ con rắn, là mồi ngon của con rắn luôn á. Rồi cho nên là tháng 11 ngoài cái bổn mạng sức khỏe bị sinh xuất thì không có vấn đề gì phải lo lắng quá. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020 tức là tháng Kỷ Sửu, mà tháng Kỷ Sửu thì thuộc hỏa, như vậy là tiếp tục cũng giống tháng 11, khi mộc phải sinh hỏa, bản mệnh bị sinh xuất, bổn mạng và sức khỏe bị suy hao một tí, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn bệnh nạn ha. Thiên can thì chữ Kỷ của Kỷ Sửu và Kỷ của Kỷ Tỵ là đồng hành, bổn mạng và sức khỏe tốt, không vấn đề gì cả. Ok, bổn công việc và tài lộc tốt, hanh thông, không vấn đề gì cả. Rồi địa chi Sửu Tỵ, tháng Sửu mình tuổi Tỵ là thuộc nhóm tam hợp Tỵ dậu Sửu, đấy là dấu hiệu của nhiều may mắn an vui trong cuộc sống, mà không những thế nó còn tốt đẹp ở phần giao tế quan hệ. Nếu mà các em nào làm sale gặp tháng như thế này thì chắc là tốt đẹp, đi thu tiền, tháng này tháng cuối năm mà tháng gom lúa cho công ty này kia thì tháng này chắc là dễ dàng hanh thông. Như vậy tháng 12, tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020 là một tháng khá tốt về công việc và gia đạo tình cảm, chỉ có phải cẩn thận bổn mạng sức khỏe một chút xíu. Với nam mạng dù có sao thái dương thì tháng này cũng nên cẩn thận, vì có sao thái dương thì tức là tốt đẹp ở trong công việc, mà tốt đẹp ở trong công việc thì cuối năm tiền tùng đủ trò ha, phải cẩn thận coi chừng bị xây sát tay chân, nhưng mà nhẹ, không đến nỗi mất mạng đâu ha. Rồi như vậy thì anh đã tổng hợp và chia sẻ cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi Kỷ Tỵ, cả năm lập và đúng mạng. Hy vọng đây là cái sự tổng hợp và chia sẻ giúp các em có một cái hành trang nhỏ để mà biết nên cương nên nhu ở trong công việc gì, tháng nào để mà có được cái sự thành công tốt đẹp. Những tháng còn lại của năm của năm 2020 đối với người Kỷ Tỵ thì khá là suôn sẻ, tốt đẹp, phần suôn sẻ và tốt đẹp nhiều hơn là phần khó khăn. Cho nên là hy vọng đây là cái sự thắng lợi của các em, dù rằng nó đã ở trong năm tam tai thứ hai của mình. Nếu mọi người tuổi Kỷ Tỵ xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị em của mình hoặc là người thân thuộc của các anh. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.